Theo Chiến lược Phát triển Bền vững Kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các ngành kinh tế thuần biển của 28 tỉnh, thành phố ven biển ước đạt 65-70% GDP cả nước và phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế, kiểm soát khai thác tài nguyên biển trong khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển, v.v. Trong đó, các mô hình nuôi trồng thủy sản biển tiên tiến hiện đại sẽ được triển khai nhân rộng. Tại buổi tọa đàm hiệu quả của hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn RAS tại Việt Nam, do Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam VSA phối hợp với Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản tổ chức, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cho biết hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn RAS được nghiên cứu và ứng dụng thành công tại Hoa Kỳ, Na Uy, Hà Lan, Thái Lan, Trung Quốc, v.v., phục vụ các trại sản xuất giống và nuôi thâm canh các loại thủy sản. Ưu điểm của hệ thống này là tiết kiệm nước, tỷ lệ sống cao, năng suất trên 100 kg trên 1 mét khối nước mà không sử dụng diện tích mặt nước biển. Tại Việt Nam, mô hình RAS mới chỉ áp dụng trong các trại sản xuất giống tôm, còn nuôi thủy sản thương phẩm thì vẫn chưa có doanh nghiệp nào thực hiện do chi phí đầu tư lớn, vận hành công nghệ phải có trình độ chuyên môn và được đào tạo bài bản. Hiện nay, phía Hoa Kỳ đang tiến hành chuyển giao công nghệ này cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủy sản Đông Á. Đây là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đầu tư hệ thống RAS. Dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp 30 tấn thủy sản một ngày, đủ chất lượng xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v.